quý vị, ung thư phổi, một trong những loại ung thư có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo số liệu của GlobalCan năm 2018, mỗi năm Việt Nam có khoảng 164.000 ca ung thư mắc mới. Trong đó, số người mắc ung thư phổi đứng hàng thứ hai, với hơn 23.000 ca, chiếm 15%. Các triệu chứng của ung thư phổi thường không điển hình và khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Bệnh nhân thường phát hiện bệnh ở giai đoạn tiến xa, nên việc điều trị cũng khó khăn và tỷ lệ tử vong cao. Ung thư phổi hay ung thư phế quản là bệnh lý ác tính phát triển từ biểu mô phế quản, tiểu phế quản, phế nang hoặc từ các tuyến của phế nang. Nó là một khối mô bất thường xuất hiện và phát triển nhanh chóng, không hài hòa với các bộ phận xung quanh ở trong phổi. Có hai loại ung thư phổi chính là ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 10% và ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 90%, phát triển theo từng giai đoạn. Một số triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư phổi, khoảng 70% bệnh nhân ung thư phổi có biểu hiện ho kéo dài, ho khan, ho có đờm hoặc ho ra máu. Bệnh nhân thường cảm thấy khó thở, khò khè, khàn tiếng, đau tức ngực, sụt cân nhanh chóng và không rõ nguyên nhân. Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với ung thư phổi. Ước tính 80-90% người bị ung thư phổi đều liên quan đến nguyên nhân này. Theo khuyến cáo thì có một số cái nhóm bệnh nhân mà cần phải tầm soát ung thư phổi thường xuyên. Đó là những bệnh nhân mà trên 55 tuổi, những bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với thuốc lá hoặc là đang hút thuốc lá, hoặc là đã bỏ hút thuốc lá rồi nhưng mà cái thời gian bỏ hút thuốc lá dưới 15 năm. Nếu mà bệnh nhân có một trong những cái triệu chứng sau thì bệnh nhân cần phải đi sàng lọc ung thư phổi sớm. Thứ nhất là bệnh nhân có những triệu chứng của ho kéo dài, đặc biệt là ho máu, hoặc bệnh nhân có cái tình trạng thở khò khè. Một số phương pháp điều trị, ví dụ như điều trị phẫu thuật, điều trị xạ trị, điều trị hóa trị, điều trị thuốc nhắm trúng đích hay điều trị miễn dịch. Tuy nhiên thì ngoài các thuốc và các phương pháp điều trị được bảo hiểm chi trả đó thì bệnh nhân còn có thể được một số những cái chương trình hỗ trợ. Hiện nay nhiều đơn vị thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ tinh thần và vật chất, hỗ trợ thuốc giúp giảm gánh nặng cho người bệnh và gia đình trong suốt quá trình điều trị. Ung thư phổi là một trong những căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đa số người bệnh mắc ung thư phổi là nam giới do thói quen hút thuốc lá, còn một số ít người mắc bệnh là do môi trường ô nhiễm. Đối với nam giới là trụ cột của gia đình, thì việc phát hiện bản thân bị ung thư phổi là một gánh nặng của họ và người thân. Quý vị và các bạn thân mến, ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có nguy cơ tử vong cao thứ hai sau ung thư gan. Đối tượng thường gặp đó chính là nam giới và nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra rằng nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi đó chính là việc hút thuốc lá nhiều. Và ngoài việc mà chúng ta cần phải tầm soát ung thư thường xuyên để dễ phát hiện ung thư phổi và theo dõi diễn biến tâm lý cũng như là hỗ trợ điều trị tâm lý cho bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân thì đây cũng là một điều đáng để quan tâm. Vậy thì các phương pháp hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân như thế nào là hợp lý và phù hợp? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ nội trú Nguyễn Hoàng Gia của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng Gia ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Nguyễn Hoàng Gia đó là cách mà bác sĩ thường thông báo đến bệnh nhân ung thư phổi đó là như thế nào? Thông thường thì chúng tôi cũng có những cái cuộc nói chuyện nho nhỏ với bệnh nhân để người ta báo cho người ta biết bị bệnh. Và tùy từng trường hợp thì chúng tôi sẽ có những cái cách thông báo làm sao cho phù hợp để tránh cho bệnh nhân có những cái cú sốc về mặt tâm lý. Thông thường thì chúng tôi thường có những cái việc là thông báo thì cũng có nhiều cách, có thể là nói chuyện, cũng có thể là thông báo bằng hình ảnh, thông báo bằng giấy tờ hoặc là thông báo cho người nhà bệnh nhân. Vậy thì theo bác sĩ, khi biết bản thân mình bị mắc ung thư phổi thì các bệnh nhân thường trải qua những giai đoạn như thế nào? Thì chúng tôi thấy được rằng là cái phản ứng của họ với cái thông tin họ bị mắc ung thư nó hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào từng người bệnh. Có một số người bệnh thì họ rất là mạnh mẽ, họ chuẩn bị cho mình nhiều thứ, họ có kiến thức, họ tự làm chủ được cái cảm xúc của họ. Thông thường thì hay bệnh nhân hay là sốc, họ buồn, họ lo lắng, họ suy nghĩ. Và có một số người thì họ trốn tránh, tức là họ không tin là họ bị bệnh. Họ không tin là họ bị bệnh, thế là họ có những cái cảm xúc tâm lý rất là trái ngược. Một số người thì ngoài cái buồn ra họ chán nản, có nhiều người trường hợp là chán nản,
họ chán nản, họ buông bỏ, họ không muốn, có thể là họ không muốn làm gì cả, có khi là họ bỏ điều trị. Thì thực sự là nó cũng trải qua rất là nhiều cái giai đoạn tâm lý, nhưng mà đến cái giai đoạn sau rồi thì nó không quá nặng nề như cái giai đoạn đầu, đặc trưng là cái giai đoạn đầu. Và bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng đã làm một vài các cái nghiên cứu về mặt tâm lý của bệnh nhân ung thư, thì cho thấy rằng tại thời điểm nhập viện, tại thời điểm đầu tiên khi mà họ đến viện và được thông báo về mặt ung thư, đấy chính là cái thời điểm họ có rất nhiều các biến động về tâm lý, và chính là cái thời điểm mà chúng ta phải can thiệp nhiều nhất. Thưa bác sĩ, để hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Ở cái giai đoạn đầu tiên thì cái sự hỗ trợ về mặt tâm lý nó rất là quan trọng. Bác sĩ là một phần, nhưng mà cái hỗ trợ của người thân, của người bệnh, hỗ trợ của các bệnh nhân khác cũng là một cái rất là quan trọng. Kể cả trong cái quá trình điều trị thì cái sự chia sẻ của mọi người, chia sẻ của nhân viên y tế, chia sẻ của người thân, chia sẻ của các người bệnh, của cả cộng đồng, nó là sự hỗ trợ. Thực sự đấy là cái hỗ trợ rất là lớn, và tôi nghĩ là cái đấy là cái hỗ trợ cực lớn cho người bệnh. Qua những chia sẻ của bác sĩ, chúng ta thấy rằng một bệnh nhân bị ung thư phổi cần được điều trị và hỗ trợ về tâm lý đầy đủ và kịp thời. Ngoài việc phải hỗ trợ điều trị về các phương pháp y học, bên cạnh đó thì việc nắm vững các kiến thức cũng như các phương pháp để hỗ trợ điều trị tâm lý cho họ cũng là một điều đáng quan tâm tới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip để xem những suy nghĩ cũng như là sức khỏe tinh thần của các bệnh nhân bị ung thư phổi diễn ra như thế nào. Cách đây 3 năm, ông bắt đầu cảm thấy giảm cân, mệt mỏi, đau ngực. Ông đã đi khám bệnh và phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 4. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, hiện tại sức khỏe của ông đã ổn định. Khi nhận được cái giấy báo là tôi bị ca phổi thì tôi thực sự rất là sốc, bởi vì lúc bây giờ thì tôi còn khỏe lắm. Tôi là một người mà chăm tập thể dục từ cái lúc mà còn nhỏ đến tận bây giờ. Nhưng mà khi mà qua thời gian sốc thì tôi cũng cảm thấy rằng là mình cần phải điều trị, và tôi đã trải qua những cái quá trình điều trị là xạ trị rất là nhiều lần, và thực sức khỏe nó cũng có cái phần rất là suy sụp. Tôi giảm mất khoảng độ hơn 4 cân, ăn uống nó cũng kém đi. Thế mà khi mà được vào cái bệnh viện điều trị bằng phương pháp thuốc này, nhờ sự hỗ trợ của chương trình, thì hiện nay là tôi cảm thấy sức khỏe nó rất tốt. Tôi ăn uống thì rất là điều độ, điều chỉnh ăn uống làm sao cho nó phù hợp với sức khỏe của mình, kiêng tất cả những cái thứ, ví dụ như là rượu, bia, những cái đồ rán, và không nghĩ gì đến bệnh. Tôi chỉ nghĩ rằng là mình cần phải chăm chỉ điều trị theo cái đơn của bác sĩ. Và cũng qua chương trình này thì tôi xin gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc tới cái đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc tôi trong thời gian vừa qua. Cảm ơn cái chương trình đã giúp cho chương trình mà hỗ trợ miễn phí trong một thời gian dài, giúp cho tôi đỡ lo về kinh tế. Để giúp giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cũng như chi phí điều trị cho người bệnh, nhiều bệnh viện lớn có chuyên khoa ung bướu trên cả nước đang triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí một phần chi phí thuốc cho người bệnh ung thư phổi. Người bệnh vững tâm, tuân thủ phác đồ điều trị, từ đó đạt được hiệu quả. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ về hành trình tâm lý của một bệnh nhân. Vậy thì có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ như thế này ạ. Ngoài vấn đề về tâm lý ra thì chúng ta cũng rất cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về điều này. Đối với tùy từng bệnh ung thư thì chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng riêng. Riêng đối với ung thư phổi thì có một đặc điểm là với ung thư phổi thì cái hệ tiêu hóa của bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, hầu như cũng ít bị ảnh hưởng. Thì vấn đề quan trọng nhất đối với bệnh nhân ung thư đó là ăn đầy đủ, có chế độ ăn khỏe mạnh, hợp lý, với đầy đủ các chất, ví dụ chất đạm, chất béo, protein, ăn thêm nhiều trái cây, rau củ quả để đảm bảo cái sức khỏe trong quá trình điều trị. Vậy thì ngoài những thực phẩm này thì các bệnh nhân bị ung thư phổi có được sử dụng các thực phẩm chức năng khác hay không ạ? Thì chúng tôi cũng thấy là cái thực phẩm chức năng lúc đó nó đóng vai trò quan trọng về mặt tâm lý, giúp cho bệnh nhân an tâm hơn, yên tâm hơn trong quá trình điều trị, giúp bệnh nhân thoải mái hơn. Thế thì chúng tôi cũng có thể có một số cái sự lựa chọn. Thứ nhất là các cái thuốc mà đã được nghiên cứu rõ ràng, làm sao những cái thuốc đấy cũng có một phần tác dụng hỗ trợ, và những sản phẩm đấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị ung thư như là hóa chất, chia xạ, điều trị đích, hay là các phương pháp điều trị khác như là phẫu thuật hay là điều trị, xạ phẫu. Thưa bác sĩ, vậy thì những loại thực phẩm nào mà bệnh nhân bị ung thư phổi không nên sử dụng trong quá trình điều trị ạ?
về những cái thực phẩm không nên ăn thì bao gồm có những cái thực phẩm mà chúng ta đã được biết nó có hại cho sức khỏe. Ví dụ như thực phẩm dưa muối, rau cà muối. Ngoài ra thì chúng ta không nên ăn các sản phẩm chiên rán quá nhiều dầu mỡ. Chúng ta không nên ăn quá nhiều muối. Cái lượng muối tối đa trên một ngày là khoảng 6 gram. Thì ăn quá nhiều muối nó ảnh hưởng đến tim mạch, đến tăng huyết áp, nó ảnh hưởng đến cả cái cơ thể của bệnh nhân, nó làm thay đổi một số các cái chất trong cơ thể, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của chúng tôi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị và các bạn cũng đã có những kiến thức và nhận thức rõ hơn về diễn biến tâm lý cũng như là chế độ dinh dưỡng khi bị mắc ung thư phổi. Và qua đây cũng xin được cảm ơn Liên chi hội bác sĩ gia đình thành phố Hồ Chí Minh và công ty AstraZeneca đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.